Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho anh em add cái địa chỉ với MyFullSun Wallet của mình lên một cái dự án Chain Fluency nhận token CHNR các bạn. Để add được con chắc thì các bạn đăng nhập vào cái mã ba chip tay các bạn, vào một cái ví MyFullSun Wallet nha các bạn. Thì ra một cái giao diện như thế này thì các bạn copy địa chỉ ví của mình chỗ này nha các bạn. Các bạn lưu ý các bạn copy, các bạn nhớ đầu đuôi các bạn 058F. Rồi tất cả các bạn sao chép lên nha các bạn. Rồi nhớ đầu đuôi nha các bạn. Rồi các bạn bắt up lên đi. Rồi tất cả các bạn đăng nhập vào một cái dự án là Chain Fluency nhận token CHNR nha tất cả các bạn. Thì các bạn bấm vào một ba chữ bên cùng nữa các bạn. Ơi. Bấm một wallet. Wallet tin wallet nha các bạn. Bạn bấm vào một bờ profile nha các bạn. Thì xuống đây nè các bạn. Các bạn bấm vào một add full các bạn bắt cái địa chỉ viết mình nãy vào chỗ này nha các bạn. Rồi bạn bấm send. Sao không thành, chưa thành công nữa ta. Để mình thoát ra mình vào lại được chưa bạn. Mình 130 tập cận, nếu mình add được thì mình nhận được 160 tập cận nha các bạn. Ok, như vậy là mình add thành công nha tất cả các bạn. Các bạn lót lại nha tất cả các bạn. Như vậy mình hướng dẫn các bạn add một cái ví Fuse vào một cái địa chỉ ví Chain Wallet. Đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.